là loại hình giao thông mang tính xã hội cao, hiện nay mạng lưới giao thông đường sắt ở nước ta có chiều dài lên đến hơn 3.000 km, đi qua 35 tỉnh thành trên cả nước, góp phần không nhỏ trong việc kết nối các trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước. Thế nhưng sự phát triển mạnh mẽ của những đoàn xe bánh sắt lại vô tình kéo theo sự hình thành những khu dân cư liền kề nhà ga và bám dọc theo các tuyến đường sắt, gây nên những hệ lụy vô cùng nguy hiểm. Đây chính là những hình ảnh mà camera cận cảnh ghi lại được tại các khu dân cư dọc theo tuyến đường sắt trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có đủ loại rác thải, từ thể rắn đến thể lỏng, rác tập trung thành đống lớn, rác phân bố đều khắp mặt đường, rác trên đường ray, rác dưới rãnh thoát nước, rác ở khắp mọi nơi. Từ rác thải sinh hoạt hàng ngày cho đến chậu hoa, bàn ghế hư cũ, dường như tuyến đường sắt nội đô đã biến thành một bãi rác công cộng. Chỉ khác ở chỗ, vứt rác ở đây không phải mất tiền mà còn nhanh, gọn và tiện lợi.